Ở trên đấy các anh các chị có được đi lại thoải mái không? Thưa thầy, ở như ở em ở Bình Thạnh, em ở huyện Kim Bôi em vẫn được đi lại nè, mỗi chỗ là theo Phú Giang Vâng. vâng vẫn đi lại thường nè. Vì bốn lớp của chúng ta là cùng một khóa, cho Em nên là thầy dạy chung. Các anh các chị cũng chia sẻ và thông cảm với mọi người là không phải là thầy chỉ dạy một lớp cho tất cả các anh các chị. Vì đường truyền internet thì nó rất là tiện, đến được tất cả thông tin với các lớp. Đấy. Thì thầy muốn là làm như vậy thì nó tăng được số buổi lên cho các anh các chị, mà chúng ta vẫn học kỹ được, nhà ai ở nhà đấy, không phải đến lớp tập trung. Thì các chị cũng có thể là giao lưu giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ. Vâng ạ. Bây giờ chia sẻ màn hình cho các anh các chị nhìn thấy nhau một chút nhé. Vâng ạ. Đây thì các anh các chị có thể nhìn thấy danh sách của các bạn học viên được hiện ở trong đây. Đấy, thì các anh các chị có thể giao lưu được. Đấy, đợi một chút mọi người vào, chắc là buổi đầu tiên là chúng ta nó hơi có sự trục trặc là do các anh các chị, một số anh chị là chưa biết cách để chúng ta vẫn còn lúng túng một chút, hoặc là có một chút việc riêng gì đấy chưa vào kịp. Alo, chào thầy Tình nhá. Vâng, chào thầy. Trưởng khoa cũng vào dự tham dự với lớp chúng ta một chút thời gian. Thì thầy Tình là một thầy rất là quan tâm sao sát đến cái công việc học tập của các anh các chị trong các lớp trong cùng một khóa. Vâng, thế thầy Tình có các chị trong buổi học này hôm nay không? Xin mời thầy Tình. Vâng, chào thầy Thành và chào các anh chị. Thì hôm nay ta học online thì thầy Thành thì sẽ hướng dẫn các anh chị học, thì chúng ta cố gắng bước buổi đầu ta cố gắng ta biết cách ta vào phần mềm này bằng qua cái Google Map, Google Meet, thì có gì thì thầy Thành hướng dẫn các anh chị cách vào, và các môn sau thì nếu mang dịch bệnh như thế này chúng ta tiếp tục ta học qua Google Meet, hoặc nếu một số thầy cô khác ta học qua Zoom. Thì chúc thầy và các anh chị là chúng ta thực hiện tốt bài học. Vâng, cảm ơn thầy Đình. Vâng. Chắc là buổi đầu này một số các anh các chị vẫn chưa hiểu cái cách vào lắm, thì những anh chị đã vào rồi thì chúng ta sẽ ở gần đấy thì các anh các chị sẽ truyền đạt lại cho mọi người cùng vào. Đấy, nó còn đơn giản hơn cả Zoom. Zoom thì các anh các chị phải nhập mật khẩu ID, nhưng mà Google Meet thì nó không giới hạn thời gian thầy dạy. Còn Google còn Zoom ấy thì cứ khoảng 45 phút là ta lại phải bị out ra và lại vào lại. Nó rất là phức tạp. Ở trên cái này cũng có cái phần đây, thầy hướng dẫn các anh các chị nhá. Đây là cửa sổ Zoom của cửa sổ gặp gỡ của chúng ta. Thì chúng ta có thấy là ở cái phần này là chúng ta có thể chọn toàn màn hình này. Đấy, các anh các chị thì nhấp vào đây để thay đổi, rồi thay đổi bố cục để chúng ta có thể xem. Đấy, rồi bảng phấn trắng vân vân. Thế còn cái chỗ này các anh các chị có thể nhắn tin với mọi người. Đấy, trên đây nếu như mà micro của các anh các chị không bật được thì chúng ta có thể nhắn tin vào chỗ này. Đấy, anh các chị nhìn thấy màn hình thầy chia đấy, thì anh các chị đã nhìn thấy rồi. Còn chỗ này là tắt máy ảnh camera đi, cái này là tắt mic đi. Đó.
bây giờ các anh các chị đó đang tham gia. Thì lớp chúng ta cố gắng là họp đông đủ, đừng có anh các chị vào rồi lại thoát ra, mà chúng ta vào chúng ta học đàng hoàng. Và trong lúc chờ đợi các bạn khác thì chúng ta sẽ nói chuyện một chút để cho nó có không khí trong buổi học mà qua của một năm học mới. Lễ khai giảng của các trường phổ thông, của các trường trên cao anh các chị thì chắc là diễn ra như bình thường, tốt đẹp đúng không? Nhưng dưới Hà Nội này thì các cháu nó phải khai giảng online. Đó. Hiện nay thì chúng ta là có 14 các anh các chị đã vào rồi. Chúng ta sẽ vào sớm, chắc là một lát nữa thì chúng ta sẽ được đầy đủ và chúng ta sẽ học một cách rõ ràng. Thầy sẽ dạy cẩn thận, chậm từng bước. Môn học này thầy có nói với tất cả các anh chị là có thể là các anh chị chưa học hết hoặc là đã học rồi, nhưng mà qua thầy dạy, thầy sẽ dạy một cách bài bản chi tiết để cho chúng ta có thể thao tác trong cuộc sống của chúng ta, rồi các công việc hàng ngày cơ quan của các anh các chị chúng ta làm một cách tốt hơn. Thì cái việc học này của anh các chị là chúng ta hiểu là học tập suốt đời, bởi vì là chúng ta học như thế nào nó cũng vẫn cảm thấy chưa đủ, chúng ta cần phải học thêm. Đến thầy mãi thầy vẫn cứ phải học liên tục, không bao giờ thầy ngừng nghỉ, bởi vì công nghệ càng ngày càng càng nâng cao, càng update lại rất là nhiều cái phiên bản khác nhau. Ngày xưa điện thoại thì chỉ là đen trắng gọi điện thôi đã thấy sướng rồi. Xong rồi cái hồi năm 2004 ấy, thầy thì mơ ước là không biết bao giờ mà truyền được giọng nói với hình ảnh, mà không biết điều đấy có xảy ra sự thật không. Thế mà xã hội lại thì họ lại phát triển được và cái chuyện đó được thành sự thật đúng không? Qua nửa vòng trái đất chúng ta vẫn có thể nói chuyện, nhìn thấy mặt của nhau. Ba lớp mà bây giờ có được có 14 bạn, 14 các anh chị, chúng ta đợi một chút nữa. Alo. Alo. Alo ạ. Các anh chị đợi các bạn cùng vào một chút nhé. Ui, alo ai đấy ạ? À không, cái này không phải mật khẩu, thầy đưa cho em đường link rồi, em chỉ dán vào trong cái Google hoặc là Cốc Cốc hoặc là Firefox thôi. Em cứ thế gõ cái đường link mà trên Zalo ấy, đấy copy đã, hoặc là đánh đúng vào cái chỗ mà chúng ta hay vào các trang web, ta muốn tìm cái gì thì ta tìm ở trên đấy đấy, cái chỗ mà hàng hàng trên đỉnh đầu của cái màn hình đấy, đánh đúng cái đấy nhá. Mà nó hỏi Gmail thì chúng ta nhập, mà có Gmail rồi thì nó tự động vào. Alo nhá. Vâng. Xin giới thiệu với anh các chị là mình tên là Thành, mình sinh năm 1973. Ở lớp mình có anh chị nào hơn tuổi thầy không hay là toàn dưới thôi? Dưới đâu thầy ạ? À thế à. Vâng. Anh Bùi Mạnh Hiền. Anh vâng. Anh sử dụng điện thoại hay là máy tính để anh học? Chờ em xíu, em đang dở tí. Vâng, thế anh vào cái máy tính nhá, mình phải thao tác bằng máy tính. Cần nói à? Vâng, chào chị Hiền.
Chào bà Lan nhé. Thấy cái tắt mic mic nhá. Còn cái đây là tắt máy ảnh. Còn chỗ này là chúng ta chat. Đấy. Lúc nãy là em dùng điện thoại nhưng em không thấy tiện nên là em lại dùng sang máy tính thầy ạ. Vâng, đúng rồi. Vâng. Bích Bích trả lời cho anh Thắng đi cách. Bích trả lời cho anh Thắng nên nó sân nó bảo là anh Thắng nó đang muốn vào ạ. Vâng. Mày tắt mình đi. Thế ta 8:20 nhá, nếu mà không bạn nào vào nữa thì thầy bắt đầu dạy buổi đầu tiên luôn. Đúng 8:20 thầy bắt đầu dạy. Có một bạn tên là Đông Cửu MN cứ vào xong lại ra, cứ vào xong lại ra. Rồi bây giờ thầy bắt đầu vào lớp nhá. Chuẩn bị chúng ta vào, các bạn sử dụng máy tính. Sử dụng máy tính nhá. Bài học hôm nay là kỹ hơn. Tất nhiên là có một số anh chị học Excel rồi. Nhưng mà Excel ở mức độ đơn giản thì hôm nay thầy dạy cho chúng ta có những cái điều kỳ diệu của chúng ta. Đấy, môn học này môn học bắt buộc. Thì các anh các chị nhìn thấy trên màn hình của chúng ta, bây giờ thầy sẽ chia sẻ. Thầy sẽ chia sẻ để các anh các chị nhìn thấy rõ trên màn hình nhá. Rồi thầy chia sẻ, các anh các chị sẽ nhìn thấy thầy chia sẻ cái màn hình cho chúng ta học. Đấy, thầy đẩy cái này sang màn hình thứ hai để các anh các chị nhìn thấy thế này. Các anh chị có nhìn thấy cái màn hình Excel của thầy hiện ra chưa? Alo. Có ạ, tôi nhìn thấy rồi ạ. Vâng ạ. Ok nhá, để thầy chia sẻ lại cho nó nét lại một lần nữa nhá. Oh.
bởi vì cái này rất quan trọng, nó kết hợp với cái bộ vuốt của chúng ta có thể sử dụng trong các công việc hàng ngày trên các anh chị, ví dụ như là chúng ta làm ở văn phòng này, làm ở bộ phận kế toán này, làm ở bộ phận trường học này. Đấy, rồi cái chuyện học này nó cũng quan trọng cho chúng ta khi mà chúng ta dạy cho các thế hệ sau này, để các em có thể nắm bắt được. Bởi vì là nhiều lúc ấy, chúng ta làm thủ công nó rất là lâu và cái độ hiệu quả nó không cao. Thì chúng ta ở đây thấy là các thầy là chủ yếu là đào tạo cho các anh chị các môn học về công nghệ thông tin. Nhưng mà những cái môn còn ai tiếp tục vào nữa nhỉ? Lúc đấy có một số tin nhắn nhưng mà thầy không để ý, không biết là có ai muốn vào nữa không thì cứ vào thôi. Thì là nó hiện lên cái yêu cầu thì thầy chấp nhận. Rồi bây giờ các anh chị quan sát trên màn hình nha, và mở một cái máy tính của mình ra và chúng ta mỗi một lần thì chúng ta quan sát và chúng ta thao tác khi mà thầy cho bạn được thực hành. Đấy, bây giờ mới vào đông rồi. Thế thì chúng ta nhìn thấy nhá, ở Excel chia làm cái cửa sổ chính gồm có các ô. Chúng ta thấy các ô, ô là dao của hàng và cột. Đây chúng ta nhìn thấy này, cái cột thì được đánh thứ tự là A, B, C, D, E, F vân vân theo chữ cái. Và rất nhiều cột, sau đó lại tăng lên gấp đôi nếu chúng ta dịch chuyển cái bảng của chúng ta rộng lên. Nhưng mà ít khi mà chúng ta phải làm việc đến hết các cột. Còn hàng thì theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, rất là nhiều đằng sau. Thầy cố tình làm cho cái ô này nó to lên để cho các anh các chị đều nhìn thấy. Trên đây gồm các biểu tượng. Trên đây gồm các biểu tượng để cho các anh các chị thao tác một cách trực quan hơn. Trực quan hơn. Bao gồm bảng picture, online picture là những hình ảnh ở bên ngoài ta có thể cho nhập thêm vào được. Rồi bảng biểu, rồi sơ đồ, biểu đồ, vân vân trên này nhá. Thế còn ở trên đây thì gồm có menu chính, gọi là các mục chọn thực đơn á. Đấy, gồm menu file là gồm có này, như là mở một cái file đã có sẵn này, mở một file đã mở file có sẵn, mở một file mới, gọi là tập tin đấy, và cất đi một cái file ta ghi vào khi ta làm việc xong kết quả thì ta ghi nó vào trong máy tính của chúng ta. Thế còn ở chỗ này ấy, thì các anh chị thấy là đây là chúng ta chuyển sang dưới dạng tập tin có đuôi là PDF. PDF thì các anh chị biết rồi, nó rất nhiều ở trên truyền thông, và đôi khi chúng ta xem văn bản của nhà nước ấy, họ cũng chuyển về dưới dạng PDF. Đấy, đây là những cái file mà các tập tin đã có rồi đó. Thế còn information là về thông tin bản quyền của cái tập tin mà chúng ta đã làm xong, thì chúng ta có thể là đặt mật khẩu. Ví dụ như là các anh các chị làm xong mà không muốn người khác xem thì anh chị có thể vào đặt mật khẩu. Còn phần option này là phần mục chọn. Đấy, option nhá, chúng ta cứ học một cách tổng quan mà chúng ta chưa vào chi tiết để chúng ta nhớ được. Trong cái phần này thì anh các chị muốn cái font chữ ở trên cái phần công thức nó to thì các anh chị có thể đặt ở đây. Ví dụ như là thầy lúc nãy nó hơi to, thầy có thể đặt đến 20. Thầy ok thì khi mở lại nó bắt đầu tác động được. Đấy, mở lại lần sau nhá. Ta lại mở lại này thì ta lại thấy nó nhỏ hơn. Đấy, nó nhỏ hơn rồi đúng không các anh chị? Nó nhỏ hơn chưa? Đấy, đấy là cái phần ta đặt. Ví dụ mà máy tính của chúng ta nó nhỏ quá thì chúng ta nên đặt nó lại nhé. Chúng ta vào option. Xong rồi các anh chị tìm cái chỗ là đây, cái phần là font chữ. Đấy, thì chúng ta cho nhỏ lại. Thế thì thầy dạy theo kiểu tức là bài tập thực tế
cần đến đâu thì chúng ta sẽ lôi ra một cách chi tiết. Phần insert là phần chèn, thầy nói qua thôi, phần chèn biểu tượng này, hình ảnh này, biểu đồ này, sơ đồ vân vân, lọc các thứ vân vân ở trên đây, công thức toán học vân vân. Ở đối với các cô đang dạy phổ thông thì chúng ta sử dụng công thức toán học. Back layout là phần đặt trang lề vân vân. Folder là tính toán, tính toán. Data là dữ liệu để liên kết với bên ngoài, ví dụ như chương trình Access, chương trình Word vân vân thì nó nằm ở đây. View là chúng ta có thể xem trước, view là chúng ta xem. Đây là người chế độ 100%. Rồi chúng ta có thể sử dụng là Acrobat để chuyển đi, chuyển cái file này đến đâu đấy thì chúng ta chọn xuất sang cái file này. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta vào một cái mới nhá. Rồi bây giờ thầy sẽ nói này. Ở đây ô, mỗi một ô nó có một cái sự nhận diện riêng, đó là tên cột và tên hàng. Ví dụ như cái ô đây nó có tên là ô E4. Đấy, chúng ta giống hàng nhá. Ô đây, ở đây chẳng hạn thì là D4 vân vân. Đấy, đến đây thì chúng ta cứ nhìn theo hàng dọc xuống, hàng ngang đây. Đó. Thì bây giờ thầy có một cái bảng như sau. Bảng này thầy gọi là một bảng bảng lương công nhân, bảng lương cho một nhóm công nhân nhé, bảng lương công nhân trong xí nghiệp chẳng hạn. Thế thì để trình bày cái này thì các chị nhớ là cái bảng lương công nhân này, cái giá trị của nó thực tế nó nằm ở trong ô E5, nhưng mà vì dòng chữ nó dài nó có thể tràn ra bên này. Đấy, nó tràn ra nhé. Thì các chị nhớ là sau khi mà chúng ta trình bày cái bảng, chúng ta muốn nó cân giữa thì chúng ta nhấp vào bảng lương công nhân và chúng ta chọn cái nút này. Anh các chị ghi vào cho thầy, tức là trộn vào và cân giữa. Đấy, anh các chị ghi vào nhé. Rồi, đấy thì nó sẽ, cái ô đấy nó sẽ cân đều, trải đều cho chúng ta. Chúng ta có thể thay màu cho nó, màu đỏ, rồi chọn font chữ cho nó. Đấy, thầy dạy cả cách trình bày luôn nhé. Rồi chúng ta chọn font chữ trên các anh chị là Times New Roman. Đó. Rồi các anh chị có thể cho to lên. Đó, cho to lên. Rồi một cái nữa này. Đến những cái ô nào, hàng nào mà các anh chị muốn nó không dày cái đường mép này, tức là cái độ cao của một ô, độ cao ấy, thì các anh chị có thể làm cho nó to lên. Ví dụ từ ô số 6 đến ô này, thầy muốn cho nó to lên thì thầy nhấp chuột phải, bôi đen và nhấp chuột phải, chọn cái nút có tên là row 2. Đây các anh chị thấy nhá, row có nghĩa là hàng, 2 có nghĩa là chiều cao. Các anh chị ghi vào cho thầy. Đó. Rồi ở đây nó có sẵn là thông số là 26.25 point thì chúng ta cho nó lên đến 30. Đấy. Enter một cái thì anh các chị thấy là những cái ô từ chỗ ô 6 này đến ô đây là nó có khoảng cách rộng hơn, khoảng cách về chiều cao rộng hơn. Đó. Rồi bây giờ bảng lương công nhân của một xí nghiệp rất đơn giản thôi. Chúng ta đầu tiên chúng ta làm quen. Rồi chúng ta đặt là số thứ tự. Rồi họ tên. Bởi vì là lần đầu tiên chúng ta làm quen, chúng ta cứ làm từng bài từ thấp đến cao. Sau này thì có những lên, nâng cao lên thì thầy sẽ sử dụng những cái hàm thao tác cho cái việc tính toán nó còn nhanh và hiệu quả hơn. Họ tên nhá. Rồi chúng ta ghi tuổi. Chúng ta có thể trình bày như thế. Giới tính. Rồi giới tính nhá. Rồi ngày công. Đó. Ngày công này, lương trên một ngày. Rồi
thưởng, thầy cho thêm cột thưởng nữa nhé. Đấy, các anh chị chú ý này, nếu mà cái cột mà nó sát quá chúng ta có thể co bằng cách là đưa chuột về về cái ranh giới giữa hai cột, chuột biến thành mũi tên là chúng ta có thể di chuyển rộng ra. Đấy, tùy theo rồi chúng ta ghi là thưởng lương trên ngày thưởng này đó, và chúng ta ghi là tổng lĩnh. À, thầy nói đến đâu là chúng ta hiểu đến đấy, nghĩa là chỗ này chúng ta trình bày nó, ta sẽ cho con chữ khác chẳng hạn cho nó đẹp lên, chúng ta chọn một cái font chữ Unicode ở phía dưới. Các anh các chị chú ý nhá, chúng ta dùng máy tính để học, chúng ta đừng học bằng cách là chúng ta chỉ là học bằng điện thoại, nó không tốt ở đâu. Điện thoại các anh các chị vào các anh các chị không thể thao tác được. Đó. Rồi đây là một cái bài rất là đơn giản. Rồi ở đây các anh các chị ấn số 1 cho thầy. Mà các anh chị nhớ nhá, khi kiểm tra cuối kỳ mà các anh chị không làm được các bài tập mà thầy cho, cũng như là thi cuối kỳ, vì các anh chị đã bảo là có một số anh chị biết rồi nhưng mà chúng ta lại cảm thấy chủ quan, mà thầy không phải là dạy đơn giản đấy đâu. Vì buổi đầu tiên ấy, thầy dạy phải đồng đều cho tất cả những anh chị chưa biết là anh chị biết rồi. Nếu mà thầy mà dạy nâng cao luôn thì chỉ có những anh chị biết trước biết, còn những anh chị chưa biết thì lại cảm thấy là nó không không thể làm được. Chúng ta chú ý nhá, số 1 các anh chị chỉ ấn số 2 thôi nhá. Rồi bây giờ các anh chị làm như sau này, chúng ta giữ shift chọn hai ô rồi nhả tay ra, đưa chuột từ đây xuống góc phải phía dưới của ô, chúng ta kéo xuống. Ví dụ chúng ta có 15 người chẳng hạn, hay là 10 người, mà muốn đến bao nhiêu thì tùy các anh chị, 100 cũng được, 10 cũng được. Đấy, nhả tay ra thì lúc đó số thứ tự các anh chị sẽ tăng theo cấp số cộng với bước nhảy chỉ là một đơn vị. Đấy, đấy các anh chị chú ý như thế. Đến đây rồi thì chúng ta có thể trang trí cho nó về về giữa để cho nó gọn lại. Đó. Các anh các chị theo dõi không? Cả lớp có vẫn nghe thầy chứ? Alo. Dạ, chúng em vẫn nghe ạ. Chúng em vẫn nghe thầy. Bây giờ nhá, hỏi tên này. Hỏi tên của các anh các chị. Đó. Bây giờ thầy xem này, thầy xem cách trình bày để đánh anh đánh thầy gõ vào đây là tên của các anh các chị thật. Rồi chú ý nhá, chúng ta lại thấy này, ở chỗ này là cái đường để các anh chị có thể là tăng cái view, tức là view của cái bảng này lên to lên và thu nhỏ lại. Đấy, tăng lên thu nhỏ nhá. Phần này là để các anh các chị phóng to thu nhỏ, anh các chị nhớ nhá, chỗ phần cuối góc này. Còn đây chúng ta sẽ đánh tên là Nguyễn Thị A chẳng hạn. Đấy, đây là tên thật của anh các chị. Bùi Văn Đức chẳng hạn. Đấy, thầy đánh tạm 10 người nhá. Rồi Quách Thị Định chẳng hạn, Bùi Văn Đông. Đấy, đầu tiên là chúng ta ai cũng phải nhập dữ liệu. Còn cái việc tính này chúng ta sẽ đưa ra các câu hỏi. Bùi Văn Đông này, Đoàn Văn Đức,
Nguyễn Thị Dung. Trần Thị Hoa. Hoàng Bích Hợi chẳng hạn. Đấy, Lê Văn Công. Ví dụ như thế là các tên. Rồi, tuổi ở đây toàn tầm tuổi lao động. Đó là tuổi từ 25 trở lên chẳng hạn. Tuổi 25 này. 26 này. 30 cũng có này. 27 cũng có này. 24 cũng có này. 26 này. 27 này. 28. 29 chẳng hạn. Rồi bây giờ chúng ta giới tính chúng ta nhập sau, ngày công như sau. Thì trong một tháng các anh các chị có thể làm 24 ngày, 23 ngày, 20 ngày vân vân. Đấy. Thì ở cái bài đầu tiên đơn giản này thì chúng ta nhập ngày công nhá. Ví dụ như anh này làm 22 ngày, 23 ngày, 24 ngày, 21 ngày, 20 ngày, 25 ngày, 26 ngày, 24 ngày và 23 ngày. Vì đa số là chúng ta còn phải nghỉ thứ bảy chủ nhật nữa. Đấy. Rồi chúng ta cho nó vào đây. Vì cái bảng tính này nó còn cho chúng ta tính cả điểm cho các cháu học sinh nữa. Nó không phải là chỉ tính mỗi cái lương này đâu. Còn rất nhiều thứ nó tính. Lương trên ngày nhá. Ví dụ lương trên ngày chúng ta cái bài đầu tiên thì thầy cho đơn giản thôi. Ví dụ 300k nhé. Đấy, 300k tất cả. Thì các anh chị mà thấy ở đây là lương là 300k tất cả thì các anh chị chỉ cần đưa chuột vào đây, đặt kéo xuống. Đấy, thì lập tức là tất cả cùng 300k. Rồi. Thế bây giờ mới thầy mới ra một câu hỏi như sau. Những ai mà được thưởng? À, bây giờ thầy đánh tổng lĩnh đã. Xong rồi mấy câu hỏi sau là câu hỏi ta lại làm lại. Rồi bây giờ nhá. Để làm lĩnh thưởng thì các anh các chị thấy này, lương trên ngày ta nhân với ngày công thì sẽ được trong tháng ta lĩnh, đúng không? Đây là chưa có thưởng. Chúng ta bằng cho thầy nhá. Dấu đầu tiên là bằng. Thì nó cho hai cái phần ta nhập công thức. Ở đây cũng được và ở đây cũng được. Nhưng đầu tiên của một ô để chứa giá trị thì chúng ta phải có dấu bằng. Bằng này các anh các chị nhìn thấy này, ngày công của chúng ta là ô F mấy nhỉ? Cả lớp F. Ta chỉ tính cho người đầu tiên thôi nhá, không cần tính cho tất cả. Tính này được người đầu tiên thôi. Ô F mấy nhỉ? F8. Đúng rồi, F8. Sau đó các anh các chị nhân G8. G8 là ô chứa lương trên một ngày. Đấy. Ra như chị tắt hệ mức vì nó hơi ồn. Rồi. Ta enter nhá. Xong ta enter. Đấy. Thì được 6.6 triệu. Và lúc này các anh chị đưa cái chuột này kéo xuống. Nó sẽ copy tất cả cái công thức. Nhưng nó đổi địa chỉ. Đấy, ví dụ địa chỉ người đầu tiên là F8G8 thì người thứ hai của chúng ta là F9G9, tương ứng với từng hàng kéo xuống. Thì chúng ta thấy là tổng lĩnh của chúng ta được tính một cách nhanh nhất ở đây. Đấy, đây các chị thấy chưa? Rồi, đây là cái phần chưa có thưởng, lát nữa thầy sẽ làm cái chuyện thưởng nhá. Rồi bây giờ chúng ta lại có một câu hỏi này. Thế thì tổng tiền mà để chia đều cho để trả lương cho cái nhóm công nhân này, ví dụ mình là một người thủ quỹ và cái kiêm kế toán, mình sẽ chia tiền cho tất cả các anh các chị tương ứng với số cột bên đây. Thì bây giờ mình mới ghi là tổng số tiền phải chi, số tiền phải trả, đúng không, trong tháng cho công nhân. Đấy. Thì mình có thể viết cái dòng này ở đây.
và các anh chị nhấp cái này để nó trộn ô lại và chúng ta chỉ cần cho vào đây thôi. Thế thì để tính tổng trên này, các anh các chị đánh công thức vào và ghi công thức này vào trong sổ nhé, trong cái sách học của anh các chị. Anh các chị ghi sum cho thầy. Sum là summarize, tiếng Anh là tổng cộng. Đấy, viết tắt của chữ summarize là đi cộng lại. Chúng ta mở ngoặc ra cho thầy, mở ngoặc ra cho thầy. Rồi các anh các chị đưa chuột vào ô từ Nguyễn Thị A. Các anh các chị kéo xuống cho thầy đến đây. Đấy, và chúng ta không cần phải gì gõ công thức cũng được, mà chúng ta bằng cách thứ hai là chúng ta có thể nhìn vào đây là Y16 là cuối cùng, nhưng chúng ta kéo bằng chuột thì nó cũng lập tức nó thay cho chúng ta, và chúng ta đóng ngoặc lại enter thì tổng cộng là 62.400.000. Đó, anh các chị thấy mới học thì chúng ta có thể chụp ảnh cái bài này lại. Và trên đây là công thức tại ô Y18. Tại ô Y18 nhá. Chúng ta tại ô Y18 thì chúng ta tính được tổng lĩnh bằng này. Thế bây giờ bài toán lại đặt ra, bài toán lại đặt ra là chúng ta thưởng cho những người mà có ngày công trong tháng trên 24 ngày thì sẽ được thêm 500.000 đồng. Còn lại những người mà trên 23 ngày thì được thêm 300.000 đồng. Còn dưới 23 ngày công thì sẽ không được thưởng. Tất cả anh chị có nghe thấy thầy nói không nhỉ? Câu hỏi. Alo. Có thầy ạ, chúng em nghe ạ. Rồi chúng ta sẽ nhập vào cái ô thưởng này. Đấy, ô thưởng này với bài toán là những người trên 24, trên hoặc bằng 24 thì sẽ được thưởng 500.000 đồng cho cái tháng đó. Còn những người mà làm được 2-3 ngày công thì sẽ được thưởng 300.000 đồng. Còn những người mà nhỏ hơn 2-3 ngày công thì không được thưởng. Tức là người đó không làm tích cực thì giám đốc sẽ không thưởng, đúng không? Cũng như sau này chúng ta áp dụng vào cho các điểm của các bé ở thiếu nhi được cộng thưởng hay là được thưởng trung thu gì đó, thì chúng ta phải căn cứ vào một cái tiêu chí tích cực như thế nào để chúng ta thưởng cho các bé, hoặc là thưởng cho những các đồng chí là công chức trong xã đi làm đầy đủ như thế nào đấy ngày công, thì chúng ta cũng phải có một cái sự minh bạch để cộng trừ nhân chia cho họ để họ xứng đáng được thưởng. Còn những ai mà không đi làm mà lại muốn được thưởng thì sẽ không có, vì chúng ta làm theo trên là gọi là dựa trên là công bằng. Rồi bây giờ các bạn chú ý vào bằng nhá, bằng này. Thế thì chúng ta sẽ làm cái điều kiện như sau: nếu ai lớn hơn hoặc bằng 33 ngày công thì được 500, nếu ai lớn hơn 24 thì được 300, được 500, còn nếu ai lớn hơn 23 thì được 300, còn ai không thì là sẽ không có. Vậy thì chúng ta ở đây có ba tình huống chúng ta phải sử dụng một cái hàm trong Excel, đó là hàm if. Chúng ta mở ngoặc cho thầy if nha, bằng này if nè. Ngày công ở đây là của cái bạn Nguyễn Thị A. Mình giả sử là mình không biết bạn ấy là bao nhiêu ngày công, nhưng mình đang tính cho bạn đấy. Đấy, mình giả sử mình không cần, tức là chúng ta phải đặt ra cái giả thiết là đây là ta đang làm tổng quát, chứ ta không làm cụ thể cho bạn A. Nhìn vào bạn A này thì chắc chắn là bạn ấy không được thưởng rồi. Nhưng chúng ta làm là làm cho toàn bạn, vậy trong đó phải có cả bạn đấy. If nhá, ngày công của chúng ta là F mấy nhỉ? Đối với người đầu tiên đây là F mấy? F8 ạ. Đúng rồi, F8. Đúng chưa? Lớn hơn hoặc bằng. Lớn, đây là dấu lớn hơn hoặc bằng 24 thì sẽ nhận được ngày công của chúng ta, nhận được thưởng là 500. Đó. Còn nếu không thì một cái phẩy nữa để phân cách cái điều kiện thứ hai và điều kiện thứ nhất.
thì chúng ta lại if một lần nữa. If nhưng vẫn là F8 lớn hơn hoặc bằng 23 thì chúng ta cho người ta 300. Còn nếu không có thì là cái trường hợp cuối cùng, chúng ta cho không ở đây. Đấy là trường hợp cuối cùng của hai cái trường hợp, của cái trường hợp thứ hai là lớn hơn 23 hoặc không. Vậy chúng ta đóng ngoặc lại. Các anh các chị nhớ nha, bao nhiêu cái ngoặc mở thì phải bấy nhiêu cái ngoặc đóng. Cả lớp hiểu chưa? Đó, nha, chúng ta enter. Rồi, thế bạn này thế là không đồng, không đồng thường. Ta kéo đưa cái chuột vào đây, nó biến thành chuột màu đen nhỏ. Ta kéo xuống. Đấy, các anh các chị thấy không? Anh Đức 23 được 300, chị Định 24 được 500, hai người này không. Còn những cái đồng chí này là toàn cao, ở được 500. Bây giờ thầy chỉ cho cái bạn Hoa này một cái ví dụ, người ta báo nhầm lên 26, nhưng thực ra bạn ấy chỉ có làm 20. Ta để 20 thì các chị nhìn thấy lập tức cái ô này nó thay đổi theo. Đó, thay đổi theo. Cả lớp hiểu chưa? Alo. Dạ hiểu rồi thầy ạ. Được nhá. À, chúng ta ghi hôm nay là chúng ta ghi công thức này vào. Là nếu như mà ngày công lớn hơn 24 thì được 500, còn nếu lớn hơn không thì được 300. Còn nhỏ hơn thì nhỏ hơn 23 là không đồng. Đấy, thì các chị những cái câu hỏi này đi khi đi thi cuối hay gặp lắm nhá. Đấy, chúng ta ghi vào cho thầy. Rồi, để khi mà các anh chị khi có một bài cụ thể, các anh các chị có thể nhấp vào đây, nhấp vào đây để các anh các chị nhìn thấy công thức của nó. Nhưng từ để thầy đấy, để chúng ta kéo ngược lên, ví dụ các anh các chị thấy nó nhầm thì anh chị có thể kéo thả nó lên để nó đưa về. Đây, như đây là các anh các chị thấy công thức trên này rồi. Đó, chúng ta có thể sử dụng điện thoại để chụp vào cái câu hỏi này cho thầy nhá. Thế bây giờ trong thưởng ta lại phải bổ sung, vì ta có thưởng rồi, ta lại phải bổ sung vào đây. Bổ sung vào đây là chúng ta phải cộng với H mấy nhỉ? H8 nữa, đúng không? Là cộng với thưởng, cộng với H8. Đấy là trong tình huống thứ hai. Đấy, cộng vào và chúng ta ghi xuống. Thì tổng lĩnh của chúng ta là gồm có thưởng và lương trên ngày. Đây là một bài đầu tập đầu tiên thầy cho để các anh các chị về làm lại nhá. Sau đó thầy sang cái phần thứ hai, bài tập nâng cao gầm. Thì các anh các chị nhớ là cái hàm sum, tức là chúng ta phải nhớ này, bằng này, sum này, và tính từ đâu đến đâu, thì ở đây là tính từ người đầu tiên là y 8 cho đến y 10 16. Đấy, đây các chị nhìn thấy chưa? Alo. Vâng, chúng em nhìn thấy rồi thầy ạ. Ờ rồi, thế nhá, chúng ta cố gắng học. Ở chúng ta hơn, vì là trong tin học của chúng ta bao gồm là soạn thảo văn bản và Excel là chính. Đối với nghề nghiệp của các anh chị ở trên trên địa phương, vậy thì chúng ta học kỹ được cái này là chúng ta cảm thấy đó là kiến thức chúng ta nắm được rồi. Ngoài ra những cái về trình duyệt email, xem tin tức thì ai cũng biết. Nhưng mà nếu mà hỏi đến công nghệ thông tin mà không biết tính bảng tính thì chúng ta rất là cảm thấy là rất là thiệt thòi. Đấy, rồi các anh các chị có thể trình bày đưa cái này vào giữa. Đó. Ok. Rồi bây giờ nhá, mình lại ra câu hỏi nữa. Giới tính ở đây, giới tính ở đây F là giới tính nữ, nam là giới tính M. Đấy, chúng hay hoặc chúng ta có thể đặt là nam, nữ vân vân. Nhưng mà đây thì thầy sử dụng F và M, đúng không? Anh Đông là M, anh Đức là M, chị Dung là F, chị Hoa là F, chị Bích Hợi là F, anh Công này là M.
Thế bây giờ mình lại chèn thêm một cột nữa. Đấy, nhá. Bài toán của chúng ta là phải chèn thêm một cột nữa. À, và các anh các chị yên tâm là sau đó thì thầy sẽ ghi toàn bộ cái bài tập này thành video và thầy để lên trên kênh của thầy. Thầy gửi đường link cho các anh các chị và các anh các chị sẽ theo dõi được bài lại thầy dạy. Đấy, à, chúng ta không lo nó hỏng. Thế bây giờ trong giới tính nhá. Thế thì chúng ta lại chèn thêm một cái cột này. Phụ cấp về giới tính, tức là những cái chị em phụ nữ thì trong một tháng thì chúng ta được phụ cấp là 300k để mua những cái lằng nhằng phục vụ chị em. Thế còn nam thì không được, thì chúng ta phải chèn thêm một cái cột là cột phụ cấp dành cho nữ giới, đúng không? Chúng ta sẽ làm như sau nhá. Thưởng này, trước thưởng chúng ta sẽ trước cái đà sau cái này chúng ta chèn thêm một cái cột phụ cấp. Thì các anh các chị nhấp vào cái tên cột rồi chọn cho thầy là insert nhá, chèn thêm một cột nữa. Ví dụ như là sếp bảo là mày phải chèn thêm cho ta một cột để thêm vào trong cái bảng này chẳng hạn, thì chúng ta lại loay hoay không biết làm rồi từ đâu, lại đánh nhập lại nó rất là mệt, và chúng ta chọn là insert nhá. Anh các chị ghi vào cho thầy. Cả lớp ghi xong chưa? Rồi ạ. Nhá, chọn insert. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy là đây có một cái cột phụ cấp. Đấy, hoặc là chúng ta muốn chèn phụ cấp sau lương này thì chúng ta chọn sau trước thưởng đây, chúng ta chọn cột này và chúng ta chọn insert. Đấy, và chúng ta điền vào tiêu đề là phụ cấp giới tính chẳng hạn. Rồi, thế thì để chèn giới tính tự động chúng ta lại có một cái cách làm như sau. Nếu là nữ thì mỗi tháng được thêm 250 đồng để mua ở những cái phụ tùng gì đó nhá. Chúng ta ghi vào đây. Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Alo. Có thầy ạ, em cũng hiểu ý thầy nói chưa ạ? Bằng nhá. Chúng ta bằng này, chúng ta sẽ lọc ở đây. Những bạn nam thì M, những bạn nữ là F. Chúng ta ghi. Và chúng ta chú ý là tính cho người đầu tiên nhá, còn tất cả những người thứ hai ta kéo xuống tương tự. Bằng này ít. Rồi giới tính của chúng ta là em ấy, E8. Đấy, ta nhìn giống thẳng hàng nhá. À, F là E8 đúng không? E8. Chữ thường cũng được nhá. Bằng này. Nhưng ký tự ở đây phải đúng. Ví dụ các chị đánh chữ thường mà các chị lại đánh chữ hoa thì nó sẽ không đúng đâu. Vậy E8 thì địa chỉ thì đúng, nhưng cái ở điều kiện chúng ta phải cho thầy như này nhá, phải này. Đấy, phải có, vì đây là chữ cho nên chúng ta phải có hai nháy trên. Ta ghi vào F. Đấy, thì được thưởng là 250k. Còn nếu không là nam thì chúng ta bằng không, chúng ta đóng ngoặc lại nhá. Thì đây có hai điều kiện thôi, nếu đúng thì được từng này, nếu sai thì được không. Đấy, vì ở đây không có giới tính thứ ba đúng không. Rồi chúng ta gõ enter. Đấy, thì chúng ta được là 250. Ta kéo cái này xuống. Đấy, thì những anh nam là không có, đúng chưa. Đấy, thì sau đấy thì các anh chị mới tính vào tổng lĩnh là cộng thêm cái này nữa để chúng ta chi trả nó đúng chính xác. Chúng ta cho vào đây, chúng ta thêm cộng thêm H8 đúng không? Rồi chúng ta bổ sung công thức là H8. Đấy, thì tổng của chúng ta sẽ thay đổi. Ta kéo lại một lần nữa. Đấy, thì những ai mà nữ thì được cộng thêm cả thưởng này. Ai làm tốt thì được cả thưởng cả phụ cấp. Còn ai mà làm không tốt thì vẫn được phụ cấp. Phụ cấp cho phụ nữ. Cả lớp hiểu chưa? Rồi ạ. Ờ nha, các em ghi kỹ vào cái công thức này cho thầy. Đó, ghi đây. Nha, phải có hai nháy trên, nhớ chưa? Hai cái dấu nháy kép ở trên đấy.
để nó biết được đây là ký tự. Ký tự khác với số nha. Các đồng chí chú ý cho thầy là ký tự khác số. Đó. Rồi cả lớp đã hiểu chưa? Cả lớp mình còn bạn nào thắc mắc không thì cứ hỏi thầy để thầy thao tác lại. Đã hiểu rồi thầy ạ. Vâng, thế nhưng mà thầy hỏi cả lớp còn bạn nào không hiểu không? Alo. Mơ màng. Đâu có gì đâu mà. Thầy ơi. Thầy. Rồi. Thầy nói lại từ đầu một tí, lúc nãy em dùng bên điện thoại em chả nhìn rõ cái gì đâu thầy ạ, xong em phải chuyển sang máy tính em mới nhìn thì rõ thầy ạ. À thế à, nhưng mà trên em có chương trình Excel rồi đấy, đa số các bạn vâng ạ. Có đúng không? Vâng ạ. À. Thầy nói lại từ đầu một tí đi ạ, đoạn đầu đấy ạ. Đoạn đầu à? Vâng ạ, lúc nãy em dùng điện thoại em không nhìn thấy đâu thầy ạ. Ờ, thầy đã ghi thành phim rồi. Giống như kiểu ta tua lại đấy, thì xong buổi học ấy thầy gửi đường link cho các em lại xem lại cái bài thầy được chọn thế ạ, từ đầu đến cuối. Vâng ạ. Không la đâu, tức là thầy đã lưu thành phim rồi, thầy đưa lên đường link cho các bạn là nhấp vào xem là các bạn hiểu luôn. Nó tua từ đầu cho đến cuối, tức là chúng ta không bị mất bài. Cả lớp hiểu chưa? Thế cũng được thầy ạ. Ừ, vâng ạ. Thế còn mà dạ. Các bạn đang nghe tiếp thì chúng ta vẫn cứ nghe và chúng ta vẫn hiểu được mà, bởi vì nó hoàn toàn độc lập với nhau nhé. Tính phụ cấp là bằng công thức này. Đấy. Thì bây giờ thầy nói lại này. Phụ cấp thì chỉ có những người là nữ. Nữ là F nhá. Nam thì là M. F là female và M là gọi là male á. Có nghĩa là trong tiếng Anh nó là nam và nữ. Thì mình cũng có thể thay ở đây là bằng nữ nhá. Đây bây giờ thầy sửa lại tất cả này. Nữ cũng được, nếu các anh các chị ngại viết cái kia thì anh chị nam. Đấy, mình nhập lại ban đầu. Đây là nữ. Rồi đây là nam. Nam phải thống nhất tên giống nhau nhá. Tức là không có chuyện là trên là N hoa dưới là N N thấp thì nó không hiểu được đâu, mà chúng ta phải thống nhất đồng loạt. Đó, đây là gì? Nam. Rồi, đây là nữ. Nữ. Đấy, nếu mà giống nhau thì chúng ta kéo này xuống. Đấy cũng là một cách nhá. Còn chỗ này là nam thì chúng ta ghi là nam. Rồi. Thế thì khi chúng ta đặt như này thì chúng ta trên phụ cấp nó bị xóa hết, vì nó không thấy chữ F mà nó lại thấy là chúng ta đổi giới tính, đổi viết, đổi gọi là cách viết thôi. Thì chúng ta phải đánh vào đây là nếu là nữ. Đó. Thì các anh các chị nhìn thấy nhá, nếu E8 của Nguyễn Thị A là nữ thì sẽ nhận được 250k phụ cấp giới tính. Còn nam thì thôi, vì nam thì là nam thì cho nên là không dùng băng vệ sinh, mà chỉ có nữ thôi, thì chúng ta cho từng này. Các anh các chị hiểu chưa? Alo. Dạ. Dạ em hiểu dạ. Ờ enter nhá. Đó, enter nó lại xuống đấy. Được chưa? Rồi. Thế là chúng ta nhớ được cái hàm if này là hàm gì? Logic điều kiện. Đấy. Cái phẩy này là ngăn cách giữa điều kiện đúng và điều kiện sai. Nếu đúng là nữ thì được từng này, còn nếu không thì ta chỉ cần là điền là không thôi. Tức là ngoài nữ ra thì chắc chắn là phải là nam đúng không? Không có ai là cả hai giới tính cả. Rồi thế thì trong tổng lĩnh của chúng ta lúc này chúng ta phải cộng thêm cả cái phụ cấp, tức là bằng cái này. Các anh các chị chú ý nhá. Ngày công chúng ta nhân với lương trên ngày thì có phải là ra lương một tháng không? Cả lớp đúng không nhỉ? Ví dụ mình đi xây mà mình công của mình 300 trên một ngày mà mình làm được 22 ngày công thì mình phải lấy 300 nhân với 22 ngày, đúng không? Thì đó là phần G
G8 nhân với F8. Đây là phần chỗ này chúng ta ghi là lương cơ bản nhé. Lương là tính theo ngày công đấy. Còn tiếp theo này, Y8. Y8 là thường, H8 là ta cộng thêm là phụ cấp giới tính, tính cho bạn Nguyễn Thị A đầu tiên. Sau đó ta mới copy công thức để tính cho tất cả toàn bộ các hàng. Ok chưa? Đây, các hàng của chúng ta tính bằng này. Thế còn chỗ đây, chỗ đây là công ty phải trả cho công nhân 9 người này với số tiền là bằng này. Số tiền bằng này thì các chị chỉ cần tính cho thầy là bằng một cái hàm sum, viết tắt của tiếng Anh là summarize, từ Z8, từ Z8 cho đến Z16. Đó. Đó. Thì đây là một bài rất là hay và chúng ta ghi vào. Đấy là cách tính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một bài về học sinh, về lớp học nhá, để là có hai bài, hai cái hình thái khác nhau. Các anh chị ghi bài này vào chưa? Ghi chép vào cho thầy. Alo. Vâng. Ghi hết vào cho thầy nhá. Bây giờ thầy mới thay này. Xong rồi nhá. Xong cái bài này bây giờ thầy thay này. Một thầy lưu ý này, trong một cái file hay lập team Excel các bạn có thể thêm bảng bằng cách các bạn nhấp vào dấu cộng ở đây. Ví dụ bảng này nhá. Thầy nhấp chúng ta nhấp đôi chuột thì nó sẽ cho chúng ta thay tên. Ví dụ bây giờ thầy gọi là bảng lương. Bảng lương. Đấy. Công nhân. Thế thì sau đó thầy lại thêm một cái bảng nữa ở bên cạnh. Thầy đánh là thầy gọi là bảng học sinh. Đó. Thì bảng học sinh chúng ta có thể mở rất nhiều bảng trong một tập tin bằng cách nhấp vào nút cộng. Đó. Là chúng ta có thể thêm được nhiều bảng. Rồi, trong cái bảng lương này thầy copy cái phần này thôi. Thầy copy phần phần đây để mang sang chúng ta tính cho học sinh nhá. Rồi. Thầy copy cả đoạn này đi. Chúng ta nhấp bôi đen và chúng ta bôi đen các ô nhá. Và dùng chuột chúng ta bôi đen. Rồi chúng ta copy. Ấn copy. Và sang đây chúng ta dán vào. Chúng ta dán ở ô nào mà chúng ta nhìn cảm thấy nó trình bày nó đẹp. Ví dụ như là dán từ đây. Chúng ta paste. Đó. Rồi chúng ta thay tên là bảng. Chúng ta thay là bảng điểm lớp 8A chẳng hạn. Bảng điểm lớp 8A chẳng hạn. Đó. Rồi họ tên chúng ta giữ nguyên, tuổi thì chúng ta xóa này đi, chúng ta ghi là ngày tháng năm sinh. Nam nữ thì chúng ta để lại, chỗ này chúng ta để đây. Đấy, chỗ này chúng ta ghi cho thầy là điểm hệ số 1 hay điểm miệng. Đó, chúng ta ghi đây là hệ số 1. Ở đây chúng ta có một đầu điểm nữa là hệ số 1 nữa. Đây hệ số 2. Đó, hệ số 3, hệ số 2 tiếp. Ngày xưa các thầy học là có hệ cả hệ số 3 nữa. Rồi ở đây thì các anh các chị điền cho thầy là thi học kỳ. Đó. Đây các anh các chị, mỗi một bài nó có một hình thái khác nhau nhé. Ở đây ô này các anh các chị ghi là điểm trung bình. Điểm trung bình thì anh các chị viết tắt được. Điểm trung bình. Ấy còn chỗ này thì anh các chị viết cho thầy là tổng kết.
điểm tổng kết. Đây, xếp loại, cuối cùng là xếp loại. Đó. Rồi thì bảng của chúng ta gồm có rất nhiều ô khác nhau. Điểm học kỳ, điểm trung bình, xếp loại. Chỗ này chúng ta cho nó ngắn lại một chút. Đó, để cho nó vừa khớp với cái tiêu đề. Được chụp ở đây chúng ta cho khớp vào. Yeah. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhập bằng tay ở những cái bài cơ bản. Những cái bài khó sau, những cái buổi hôm sau thì nó nâng cái cấp độ lên. Thì các anh các chị lúc đấy sẽ cảm thấy rất là sướng. Mà những bài toán mà trước đây mình không bao giờ nghĩ ra mà sao thầy giải lại nhanh như vậy. Thì vào buổi hôm sau. Nào bây giờ chúng ta cho miệng nhá. Ví dụ như này, 6 này, 7 này, 5 này, 9 này. Bạn này được 8 này, bạn này được 6 này, 9 này, 6 này, 7. Đó. Rồi mình nhập điểm hệ số. Đây là do giáo viên của chúng ta nhập vào. Ví dụ bài này bạn này ta cứ nhập một cái 6 7 8 9 9 10. Đó, 7 8. Rồi chỗ này chúng ta nhập vào. Không biết ở mẫu giáo có điểm không nhỉ? Chắc không bao giờ có đúng không? Nhưng mà bài toán này để giúp cho chúng ta thao tác những cái công việc khác tốt hơn. Kể cả các anh các chị trên đấy có trồng lan bán thì cũng thống kê bằng cái bảng này. Ví dụ như là bạch tuyết tháng này là bán bao nhiêu ki này, á hậu bán bao nhiêu ki này, vân vân. Thì chúng ta cũng có thể buôn bán, chúng ta nhập vào đây. Hoặc những anh các chị mà buôn bán online về bán về quần áo chẳng hạn thì chúng ta cũng sử dụng cái này để chúng ta thống kê hàng tháng. Không có đi đâu mà thiệt cả nha. Bây giờ thầy sẽ làm như thế để các anh các chị nhìn rồi nha. Đây là đầu điểm hệ số 2. Hệ số 2 nữa có hai điểm kiểm tra hệ số 2. Rồi thi học kỳ. Rồi xong. Thế thì là một giáo viên, khi chúng ta tính điểm cho học sinh thì chúng ta sẽ tính là tổng điểm và tính điểm trung bình. Chúng ta phải tính tổng điểm trước. Tổng điểm ở đây thì chúng ta thấy là hệ số 1 ta chỉ nhân với 1, hệ số 2 các anh các chị nhân với 2, điểm học kỳ các chị bằng điểm của hệ số 1, hệ số 2 cộng lại, cộng với điểm học kỳ ta chia đôi. Thế thì công thức là như vậy. Vì điểm học kỳ nó cũng tương đương với các điểm nằm ở trong cái quá trình rèn luyện, đúng không? Rồi chúng ta sẽ cho vào bằng nhá. Bằng này, miệng là G mấy nhỉ? G7 nhân 1 thì ta không cần nhân, ta chỉ cần ghi là chính nó thôi. Đó, chúng ta sẽ cộng với H7. Ok. Rồi điểm miệng nữa là gì? Cộng với Y7. Mỗi lần các anh các chị cộng một cái gì thì nó tự nhiên đổi màu cho các anh chị. Đấy, để chúng ta so sánh nó tương ứng. Màu ở đây cũng tương ứng với màu của ô. Rồi các anh các chị cộng cho thầy với điểm hệ số 2 là Z7. Z7. Nhưng phải nhân với mấy? Nhân với 2. Vì hệ số 2 chúng ta nhân 2. K7 cộng với K7 ta nhân với 2. Đấy, tất cả đóng khung lại cho thầy, đóng ngoặc lại cho thầy nhá. Chúng ta chia cho tổng hệ số. Ví dụ hệ số 1 thì đây là 1, chúng ta cộng vào này. 1 cộng 1 cộng 1 là 3. 3 nhân 2 hệ số 2 này thì nó lại nhân đôi, cho nên nó là thành 4. Vậy chúng ta chia hết cho, chia cho tất cả là chia cho 7. Đấy, thì công thức này cũng như công thức bên ngoài thôi. Chúng ta thấy là chỗ nào không nhân hệ số 2 thì chúng ta để nguyên. Đấy, và chia cho 7.
thì chúng ta từng này, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta cộng với điểm học kỳ chia đôi. Đấy, chúng ta lại cộng với điểm học kỳ, cộng vào điểm học kỳ là L7, nhưng tất cả tổng lại chia đôi. Xong lại chia đôi lần nữa, tức là bao gồm cái bộ điểm kiểm tra trong kỳ này cộng với điểm cuối này, tất cả trên 2. Đấy, thứ tự của nó là như vậy nhá. Đây, anh chị nhìn thấy không? Tức là bộ đầu chúng ta chia cho 7 hệ số cộng với Y7 là điểm học kỳ. Đấy, rồi đóng ngoặc lại tất cả chia cho đôi. Chúng ta enter cho thầy và được 7. Ở đây chúng ta kéo xuống. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy này, có một vài chỗ là điểm có dấu phẩy đằng sau. Thế thì bây giờ các anh các chị theo dõi nhé. Bây giờ điểm của nó, nếu mà chúng ta để như này thì in kết quả nó không đẹp. Chúng ta phải đưa về tương đương, tức là chúng ta sẽ làm tròn bằng cách các em, chúng ta nhìn thấy này, nó sẽ làm trong cái ngoặc trong trước được bao nhiêu chia cho 7, xong nó lại tính tiếp cộng với L7 và đóng ngoặc lại, thì nó sẽ, sau khi chúng ta đóng ngoặc hết, nó mới chia cho 2. Thì đúng theo thuận theo tự nhiên về phép toán, tức là trong cùng làm trước và làm đến ra ngoài, nhân chia trước cộng trừ sau. Bây giờ chúng ta sẽ làm tròn. Ở đây bằng làm tròn thì chúng ta cho một cái hàm có tên là round là tròn nhé. Round là tròn. Rồi chúng ta mở ngoặc ra. Đó. Và chỗ này của chúng ta là kết thúc của cái dữ liệu bên trong. Chúng ta sẽ cho số thập phân. Là mấy phần nhỉ? 3 số. Một số. Ạ. Làm tròn một số ạ. Đúng chưa? Đấy, đúng rồi. Nó sẽ làm tròn. Enter. Rồi. Và chúng ta sẽ kéo cái này xuống. Đấy, thì nó sẽ làm tròn cho chúng ta. Làm tròn là gì? Những cái mà nó vượt 5, vượt cái dấu thập phân là sau cái số thập phân ấy, cái số thập phân đứng sau dấu phẩy ấy hay dấu chấm, mà nó quá 5 thì nó làm tròn đến 6. Còn nó làm tròn đến một đơn vị nữa. Còn nếu mà nó dưới 5 thì nó lại đưa về cái số làm số nguyên đứng sau nó. Đấy, số nguyên nhỏ hơn cái số đấy. Và trên 5 thì nó lại đưa lên số nguyên lớn hơn. Ví dụ như là bằng 6,58 thì nó làm tròn thành 7 phẩy. 6,6 còn nó nhỏ hơn thì chúng ta lại đưa về, ví dụ như là 6,43 thì nó đưa về là 6,4. Đấy nhá, chúng ta chú ý như thế. Thì đây là điểm là vòng tròn, điểm trung bình. Đây là điểm gì? Đây là điểm trung bình. Xin lỗi tất cả nhé, chúng ta sẽ copy cái điểm này sang điểm trung bình. Được chưa? Tức là chúng ta phải copy công thức này. Để copy công thức này đặt vào chỗ này bằng thầy paste nhé. Yeah. Rồi thầy xóa đi một cái này nữa. Đây là điểm trung bình rồi. Thầy quên lại tính vào tổng điểm. Đó, bằng ở đây. Đây là, thì chúng ta sẽ xóa cái cột này đi cũng được, bằng cách là ta xóa cột này đi. Đấy, thì điểm đây là điểm trung bình. Rồi sau đó thì chúng ta chèn một cái điểm nữa. Chúng ta chèn điểm tổng kết. Điểm tổng nhé. Tổng thì chúng ta chỉ bằng từ đây đến đây và chúng ta cộng lại. Đấy. Ví dụ tổng đến đây cộng lại thì theo thường lý thôi, chúng ta chỉ cần điểm học kỳ bằng tổng này. Thì chúng ta kéo cho thầy nhá. Xong. Mở ngoặc ra. Chúng ta kéo từ đây đến đây để dạy cho chúng ta kéo theo hàng ngang. Đấy. Và chúng ta thấy là nó cộng từ đây đến đây. Đấy. Và ta đóng ngoặc lại. Tổng vào đây thì tổng là 83 điểm, ví dụ như thế. Đó,
được chưa? Là thầy đang đặt cái tình huống như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta mới đi xếp loại học sinh. Xếp loại ở đây thì yêu cầu như này. Chúng ta căn cứ vào điểm trung bình đây để chúng ta đưa ra mức xếp loại. Mức xếp loại như sau: lớn hơn bằng 8 phẩy thì được loại giỏi, lớn hơn bằng 7 được loại khá, từ 5 cho đến 7 từ 5 cho đến 6 là trung bình và dưới 5 là yếu. Ví dụ như thế thì chúng ta sẽ làm như sau: bằng nếu nha, chúng ta căn cứ vào đây, đây là điểm của bạn Nguyễn Thị A, là đây là M7 đúng không? Nếu M7 mà lớn hơn bằng 8 thì chúng ta viết chữ bạn này giỏi đi. Đấy, phẩy dưới nha, chúng ta đánh theo cú pháp của thầy. Khi chúng ta điền những cái giá trị giỏi thì chúng ta, nó là chữ, thì chúng ta phải có hai cái nháy trên để Excel nó biết được có điền là giỏi. Tiếp theo này, nếu không thì chúng ta lại ít nữa. M7 lớn hơn hoặc bằng 7 thì chúng ta cho bạn này là khá, danh hiệu khá. Đấy, sau này các anh chị áp dụng cái bài này vào tính xếp loại cán bộ công nhân viên của xã của chúng ta là trong một năm năng lực làm thế nào, dựa theo các tiêu chí điểm thì anh chị sẽ áp dụng cái bài này vào đúng thực tế của anh các chị. Cả lớp mình có hiểu không nhỉ? Dạ hiểu rồi thầy ạ. Đấy nhá, chúng ta phải dựa vào tiêu chí như thế nào. Phải nếu lớn hơn bằng 6 bằng 5 thì chúng ta cho trung bình, đến 7 nhá thì là khá rồi. Chúng ta tiếp này, ít mở ngoặc ra tiếp. M7 mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì chúng ta điền chữ cho thầy là trung bình, mức thưởng là trung bình. Đó. Còn nếu không thì chúng ta ghi là yếu. Đấy, chúng ta có thể đánh chữ như nào nó hiện ra như thế thôi. Đến cái ký tự này thì chúng ta vô tư, chúng ta có thể đánh chữ hoa và chữ thường được. Rồi sau đó thì chúng ta đóng ngoặc lại. Tất cả có 3 ngoặc thì 4 điều kiện. Các bạn chú ý nhá, có bao nhiêu điều kiện thì có N-1, tức là số ít phải nhỏ hơn số điều kiện 1 đơn vị. Ví dụ ở đây có 4 mức này, 1 này, 2 này, 3, 4 thì chỉ cần 3 ít thôi. Cả lớp hiểu chưa? Dạ hiểu rồi ạ. Alo. Dạ hiểu rồi thầy ạ. Nhá, nhắc thầy nhấn mạnh là tới cả lớp nhá, cảm ơn em. Cảm ơn em đã hiểu bài. Có nghĩa là có bao nhiêu cái điều kiện thì các anh các chị trừ bớt đi một cái ít. Đấy, ví dụ ở đây có 4 điều kiện là giỏi, khá, trung bình, yếu thì thầy chỉ cần 3 cái ít thôi. Đó. Căn cứ vào cái điểm của cái điểm trung bình chúng ta gõ enter. Đấy, và đã xếp loại khá vào đây. Chúng ta kéo cái này xuống cho thầy. Đó. Thì ai trung bình khá nó tự hiện ra. Bây giờ thầy cho một người giỏi nhé. Thầy cố tình đăng bạn Hợi này lên với số điểm là 8 9 9 9. Đấy, bạn 8.4 lập tức điểm của bạn ấy được giỏi. Và cái bảng này thì các bạn có thể lưu lại để chúng ta vẫn giữ nguyên công thức của lớp hoặc là của cán bộ để lần sau chúng ta sử dụng. Alo, cả lớp đã hiểu chưa? Rồi thầy ạ. Hiểu thầy ạ. Dạ. Ok, cảm ơn tất cả các anh các chị. Trong buổi đầu tiên chúng ta đã vào và làm quen với bài này. Còn một số anh chị nữa buổi sau thầy điểm danh mà không có trong quá trình học thì sẽ không được thi, và không được thi thì chúng ta sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.
ở trên tỉnh Hòa Bình vừa rồi là ra trường hai khóa đều được bằng chính quy, mà bằng này của Bộ Thông tin Truyền thông là cái bộ chủ quản về lĩnh vực công nghệ thông tin phát cho tất cả các khóa học học viên ở đó. Thì các anh các chị thấy cảm thấy là rất là sung sướng, mình học tại nhà, tại địa phương mà mình lại được là bằng chính quy, bằng cử nhân chính quy. Và sau này các bác ấy đã sử dụng cái bằng đó để sử dụng cho việc công tác. Thế thì có cái quá trình là chuyển đổi cán bộ, tức là thu gọn 3 xã chập 1. Thì những cái anh chị mà đi học đã được giữ lại trong xã, còn những anh chị không có bằng công nghệ thông tin thì lại không được giữ lại trong xã. Và qua cái kỳ đó thì các anh chị bảo là biết thế và đã học thêm, thế nhưng mà biết thì đã muộn. Tức là mấy anh, những anh chị tham gia thì cảm thấy là rất là sung sướng. Alo alo alo. Cả lớp mình hiểu ý bạn nhé. Đây hiểu thôi ạ. Không hiểu gì. Kênh YouTube của... Sao? Kênh YouTube là... Kênh YouTube của thầy là gì thầy ơi? Bây giờ thầy lưu kênh YouTube và lớp mình có thể cứ ở nguyên đấy nha. Cứ ở nguyên trong này để chúng ta sẽ quan sát thầy đẩy cái video này lên. Đẩy video này lên và copy đường link cho anh các chị luôn. Các anh các chị vẫn ngồi tại chỗ nha. Và bây giờ anh các chị là bài hôm nay chúng ta chỉ cần học đến đây. Nhưng hai bài thầy dạy cũng bằng 10 cái bài mà thầy cứ đi dạy, đi nói lung tung. Đấy, chỉ cần hai bài này chú ý là chúng ta có thể làm được. Bây giờ thầy sẽ lưu lại các anh các chị ngồi tại chỗ nhé. Đây.